Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày 24 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Duy Anh. Còn tôi là Thùy Dương. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị hãy cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Đội hình dự kiến Thụy Sĩ Cameroon 17 giờ ngày 24 tháng 11, sư tử bất khuất thị uy sức mạnh. Đội tuyển Thụy Sĩ có thể ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó thủ môn của đội tuyển Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ là Sommer. Cặp trung vệ của đội tuyển Thụy Sĩ sẽ là Charles Newcastle và Akanji Man City, hai cầu thủ đang chơi bóng ở ngoại hạng Anh. Cặp hậu vệ cánh của đội tuyển Thụy Sĩ sẽ là Ricardo Rodriguez và Silva Witsma, những cầu thủ có khả năng tham gia tấn công và tung những quả tạt nguy hiểm vào vòng cấm đối phương. Cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Thụy Sĩ ở trận đấu tới sẽ là Feller và Saka, trong đó Saka đóng vai trò quan trọng với đội tuyển Thụy Sĩ. Anh sẽ chơi ở vị trí tiền vệ con thoi. Ở mùa giải này, Saka đã ghi 3 bàn tại ngoại hạng Anh và góp công lớn giúp Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng. Hai cánh của đội tuyển Thụy Sĩ sẽ là Noah Okafor và Xherdan Shaqiri. Gibrinso sẽ đóng vai trò hộ công trong khi Embolo đá tiền đạo cắm. Trong khi đó, đội tuyển Cameroon có thể tung ra đội hình rất mạnh với thủ môn Onana, người đang khoác áo câu lạc bộ Inter Milan, cặp trung vệ Castelletto Colu cùng với hai hậu vệ cánh là Tolo và Faye. Zambo Anguissa sẽ là nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ đội tuyển Cameroon. Cầu thủ này đã góp công lớn giúp Napoli dẫn đầu Serie A mùa này. Zambo Anguissa được xem là ông chủ ở khu vực giữa sân, đá cặp với anh sẽ là Matin Hongla, tiền vệ phòng ngự của Hellas Verona. Ở hai cánh của đội tuyển Cameroon sẽ là Alkambi và Bemo, những cầu thủ giàu tốc độ. Trong khi đó, Abubakar sẽ đá cặp tiền đạo với Choupo-Moting trên hàng công. Choupo-Moting là tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Bayern Munich. Anh đã ghi 6 bàn trong 10 lần ra sân tại Bundesliga mùa này. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, đợt rét đậm đầu tiên năm nay có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12. Các ngày rét đậm rét hại sẽ tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023. Trong những ngày qua, tuy đã vào thời tiết lập đông và đang ở thời điểm cuối tháng 11, nhưng nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc vẫn như mùa thu. Nhiệt độ trung bình trong ngày thấp nhất từ 20 đến 25 độ C, cao nhất có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất mỗi ngày được dự báo trong gần một tháng qua dao động ở mức 30 độ C. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đầu tháng 10 tới nay, mặc dù vẫn đón những đợt không khí lạnh, chỉ có đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 gây rét tại Bắc Bộ. Thời tiết ấm giữa mùa đông tại miền Bắc với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C, vùng núi thấp hơn. Trong đó, vùng núi cao nhiều nơi thấp dưới 11 độ C. Bên cạnh đó, khu vực Vịnh Bắc Bộ đã quan trắc được gió mùa đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Nhận định về xu hướng thời tiết hiện nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam chịu ảnh hưởng La Nina. Hiện tượng này ít gặp, thường chỉ có chu kỳ 2 năm. Không khí lạnh trong mùa đông 2022-2023 hoạt động ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, theo tính toán trung bình của cơ quan khí tượng, mùa đông năm nay, nền nhiệt toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Thời tiết ở Nam Bộ nhiều ngày qua có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Theo dự báo, mùa mưa ở Nam Bộ năm nay khả năng sẽ kết thúc vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân mưa trong những ngày qua là do Nam Bộ đang chịu chi phối bởi rãnh áp thấp có trục nằm trên khu vực. Rãnh áp thấp này tồn tại vùng thấp, chứa nhiều nhiễu động gây ra mưa. Bên cạnh đó, khu vực Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động gió trên cao. 2 đến 3 ngày tới, thời tiết ở Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm ở miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Theo dự báo, mùa mưa ở Nam Bộ năm nay khả năng sẽ kết thúc vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Sau khi mùa mưa kết thúc, vẫn còn xảy ra một đợt mưa trái mùa. Khả năng năm nay mưa trái mùa sẽ nhiều hơn mọi năm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hôm qua ngày 23 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao, nên trong những ngày này, thời tiết toàn tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa, lượng mưa các khu vực phổ biến từ 50 đến 100 mm, vùng núi phía Tây và phía Bắc từ 30 đến 70 mm. Khu vực phía Nam Hà Tĩnh mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn là từ 70 đến 130 mm. Mưa lớn khiến một số địa bàn ngập sâu như Kỳ Anh, Đức Thọ, Lộc Hà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Hà cho biết, Từ tối qua đến sáng nay, trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến các tuyến đường ngập sâu, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng. Một số khu vực như đại lộ Mai Hắc Đế, đại lộ Bằng Sơn, đường Trần Đức Mẫu, Nguyễn Văn Giai bị ngập cả tuyến dài. Hiện một số tuyến xe cộ không đi lại được, nhiều xe chết máy do đường ngập. Theo ông, nguyên nhân do mưa lớn, hệ thống thoát nước không kịp, chính quyền đã đặt biển cảnh báo một số khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông. Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, tháng 11 vẫn đang là tháng mưa lũ của Hà Tĩnh, nên mưa ngập vào thời gian này là hiện tượng vẫn thường xảy ra. Có năm vẫn xảy ra lũ vào tháng 12. Để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh triển khai dự án thành phần, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 20 tháng 11. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND hai tỉnh trên chỉ đạo các chủ đầu tư, dự án thành phần, các sở ban ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cập nhật, hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, đảm bảo công tác phê duyệt dự án đáp ứng theo đúng tiến độ ban đầu đã đề ra. Các dự án thành phần giai đoạn 1 yêu cầu phải hoàn thành thủ tục cần thiết để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 20 tháng 11. Đối với UBND tỉnh Đồng Nai, sớm có văn bản chấp thuận danh sách các mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ chất thải rắn do quá trình xây dựng phát sinh ra và có ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 53,7 km đi qua cả hai tỉnh này, với tổng mức đầu tư khoảng 17.837 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư công, quy mô cao tốc từ 6 đến 8 làn xe ô tô. Giai đoạn 1, quy mô cao tốc từ 4 đến 6 làn xe ô tô theo từng đoạn tuyến. Để đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội, trong hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thành tuyến đường sắt đô thị này để sớm có thể đưa vào khai thác thương mại. Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nêu rõ các cấp, các ngành phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là hoàn thành đối với tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội, theo dõi sát sao tiến độ của dự án, từ đó sớm đưa vào vận hành thương mại đoạn trên cao. Đồng thời, phải hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô để nhanh tạo đà phát triển kinh tế xã hội cho các vùng có dự án đi qua. Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2022 của hai đơn vị được lựa chọn xác minh tài sản thu nhập là Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc. Theo thanh tra tỉnh Nghệ An, tiêu chí lựa chọn người được chọn xác minh là người có nghĩa vụ kê khai, thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Theo đó, việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên đã xác định được 13 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập theo quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ xác minh tài sản, thu nhập 8 trên 75 cán bộ thuộc Sở Tài chính và 5 trên 40 cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc. Hiện dựa vào kết quả bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập, thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành các bước thực hiện tổ chức xác minh tài sản thu nhập của những cán bộ đã được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo chính sách xuyên suốt của chính phủ, từ rất lâu ngành công nghiệp dược trong nước có nhiệm vụ cung ứng thuốc an toàn hiệu quả, chất lượng với giá phù hợp. Trong quá trình triển khai chính sách này, Việt Nam đã đạt được khá nhiều thành tựu với 228 nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Vâng ạ, ngành công nghiệp dược của Việt Nam thì hiện sản xuất 50% lượng thuốc phục vụ cho người dân. Mục tiêu được đặt ra trong thời gian tới là tăng sản xuất thuốc nội địa để chiếm lĩnh 80% thị trường dược phẩm trong nước. Không chỉ cung cấp thuốc cho 100 triệu dân mà còn phải cung ứng nhiều hơn, ít nhất là tại khu vực ASEAN. Thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, việc đứt gãy nguồn cung ứng thuốc trên thế giới dẫn đến tình trạng thiếu thuốc tại Việt Nam, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Điều này đòi hỏi phải cơ cấu lại nền công nghiệp dược trong nước vững chắc, giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Dịch Covid-19 bùng phát cho thấy rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả các quốc gia thuộc châu Âu hay các nước phát triển, bị phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu hiện sản xuất nhiều nhất tại Trung Quốc và Ấn Độ. Vì vậy, ngành dược thế giới tính toán nâng cao năng lực của từng quốc gia. Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có tổng giá trị thị trường dược phẩm và mức tăng trưởng ngành dược nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp dược từ 10 đến 12% mỗi năm. Tổng giá trị thị trường dược phẩm tại Việt Nam đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015, tăng lên 5,1 tỷ đô la Mỹ năm 2018 và năm 2020 đạt 6,1 tỷ đô la Mỹ. Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới, ngành công nghiệp dược Việt Nam ở cấp độ 3, cấp có ngành công nghiệp dược nội địa, có sản xuất thuốc generic, xuất khẩu được một số dược phẩm. Vâng thưa quý vị, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Khoảng thời gian cuối năm cũng là lúc các doanh nghiệp bước vào cao điểm sản xuất thực phẩm, phục vụ mùa mua sắm cao điểm nhất trong năm. Việc chuẩn bị hàng hóa Tết năm nay diễn ra trong bối cảnh sản xuất, tiêu thụ bị tác động từ lạm phát toàn cầu và đầu vào nguyên liệu chịu nhiều biến động. Các doanh nghiệp buộc phải tìm mọi cách xoay sở để giá hàng hóa phù hợp với chi tiêu của người dân. Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá chi phí sản xuất tăng từ 20 đến 30% so với trước dịch là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp thực phẩm trong việc chuẩn bị hàng hóa Tết. Tuy nhiên, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá lượng hàng hóa lương thực thực phẩm thành phố dự kiến phục vụ cho tháng Tết đảm bảo cung cấp đủ cho thị trường với gần 40.000 tấn. Bên cạnh sự hỗ trợ của ngân hàng, doanh nghiệp đang xoay sở nhiều cách để ổn định sản xuất, giữ giá cả. Ngành chức năng đang bám sát kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, vận động hệ thống phân phối sử dụng chiết khấu ưu đãi, chia sẻ chiết khấu, tiết giảm chi phí trung gian không cần thiết, giảm áp lực tăng giá đến tay người tiêu dùng, đề ra nhiều giải pháp để kích cầu tiêu dùng hàng Việt. Nguồn vốn lưu động của các doanh nghiệp so với trước dịch hiện nay đều phải tăng trên 50%. Doanh nghiệp cũng phải tự điều động tài sản, huy động từ nhiều nguồn khác nhau để ổn định nguồn vốn trong sản xuất với sự phối hợp của ngân hàng. Thưa quý vị, thông tin từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi và tăng trưởng khá sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vào những tháng cuối năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số các doanh nghiệp đã gặp khó khăn do thiếu đơn hàng. Vâng ạ, tính đến thời điểm tháng 11 năm 2022, đã có 155 doanh nghiệp với 50.157 người lao động bị ảnh hưởng, thu nhập giảm sâu. Tình hình kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động. Dự kiến sẽ có những doanh nghiệp không thể chi trả lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động. Doanh nghiệp gặp khó khăn, không có đơn hàng sản xuất, buộc công nhân phải giảm giờ làm, không tăng ca, phải nghỉ việc luân phiên, ứng phép năm 2023, tạm hoãn hợp đồng lao động chờ đơn hàng hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động. Bởi vậy mà bên cạnh tình trạng không có tiền thưởng Tết, không có lương tháng thứ 13 cho người lao động, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố cũng gia tăng. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố, số đơn vị nợ bảo hiểm từ 1 tháng trở lên là 48.699 đơn vị, chiếm 47,47%. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến người lao động, bởi khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động sẽ không chốt sổ bảo hiểm xã hội được cho người lao động. Tính đến ngày 20 tháng 10, thành phố đã cấp phép cho 37.042 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 404.887 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép tăng 52,6% và số vốn tăng 2,2%. Tổng số việc làm mới tạo ra là 119.027, tăng 24,4% so với cùng kỳ và đã có 112.378 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thưa quý vị, người khiếm thị vốn chịu nhiều thiệt thòi khó khăn. Tuy nhiên, bằng ý chí, nghị lực mạnh mẽ, họ đã vượt qua những rào cản khuyết tật, vượt lên nghịch cảnh để hòa nhập vào cuộc sống. Hành trình gian khó này, họ luôn nhận được sự đồng hành thiết thực, hữu ích từ Hội Người Mù các cấp. Ghi nhận sau đây tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Là một người khiếm thị, anh Nguyễn Tấn Hiệp hiện là Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Bà Rịa. Ngoài tích cực với công tác hội, anh còn có công việc ổn định là sâu hạt cườm, làm nhang, với thu nhập 2 đến 3 triệu đồng một tháng. Có được sự hòa nhập này, 10 năm trước, điểm tựa của anh cũng là tổ chức hội. Ngoài lương hội thì nhờ vào cái thu nhập của nghề thủ công hoặc cườm làm nhang mà cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tuy là chưa cao, không sâu mặt bằng, nhưng mà nghề này đã đem lại cho mình thu nhập ổn định hàng tháng để có cái chi phí sinh hoạt trong gia đình, để chăm lo cho gia đình và các bé đi học. Gia đình ông Nguyễn Viết Quý ở xã Long Phước, thành phố Bà Rịa được Hội Người Mù thành phố Bà Rịa tạo điều kiện cho vay 3 lần với tổng số tiền 30 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm của Trung ương Hội Người Mù Việt Nam. Từ số vốn vay, ông Quý đã đầu tư vào chăn nuôi bò. Hiện đàn bò của gia đình ông Quý có 7 con bò sinh sản. Chăn nuôi bò mang lại thu nhập cho gia đình ông Quý trên dưới 100 triệu đồng một năm. Rồi giờ cái số tiền đó mình dùng cho kinh tế gia đình, sinh sống hàng ngày, với lại cho lúc đó con còn nhỏ đó, rồi nhờ số tiền đó lo cho con ăn học. 5 năm qua, Hội Người Mù tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo điều kiện cho 42 hội viên người mù vay trên 820 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi 0,33% một tháng từ nguồn Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm của Trung ương Hội Người Mù Việt Nam. Hầu hết hội viên sau khi được vay vốn đã cùng với gia đình đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ. 100% hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, không để nợ quá hạn. Thì nói chung là mình tàn tật rồi thì nhà tài trợ cho mình rất cảm ơn thôi, chứ giờ không có đâu có làm gì để mà mua gạo mua mì được. Thì có vậy là về cũng dùng qua ngày, rất cảm ơn thôi chứ không biết nói gì hơn. Được tặng gạo, mì với lại tiền xe, em cảm thấy rất vui. Em cảm ơn hội và tất cả mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em cùng mọi người mù trong tỉnh. Trong những năm tới thì tỉnh hội có cái định hướng là nâng cao quản lý, quảng bá, rồi thông tin tuyên truyền để cho cái nghề của người mù được xã hội hiểu hơn và có cái sự hỗ trợ cho người mù nhiều hơn để cho cái thu nhập của hội viên được tương ứng với cái phát triển của xã hội. Với những hoạt động thiết thực, Hội Người Mù các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành thiết thân cùng người khiếm thị trong hành trình vươn lên, khơi dậy trong cán bộ, hội viên ý chí, nghị lực và quyết tâm làm chủ cuộc sống.